Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái sạc MVVT bản 120A nhé. Con này thì cho phép điện áp PV đầu vào là 230V, tức là có thể lắp được 4 hoặc 5 tấm pin nhé. Với dòng pin 450 V-Sun mọi người lắp cho em 5 tấm, còn những dòng pin 580 600W thì lắp cho em 4 tấm một hạng một dàn. Và tối đa là chúng ta nếu mà để khai thác được hết công suất 120A này thì của nó thì phải lắp tới tận 12 tấm cơ. Lắp 12 tấm thì mới đủ hết công suất này. Con này thì cho phép dòng sạc là 120A nhé. Vì hiện tại em đang sử dụng ở đây là 8 tấm 440W và hiện tại bây giờ đang là 12,5. Nó cho ra công suất là 2091W này. Điện áp PV đầu vào là 157V và điện áp nạp đang là 53,91V. Dòng sạc là 38,95A, nhiệt độ của cái máy đang là 41 độ C và nó đã chạy được 1,4 số điện, tổng công suất chạy qua là 30 số rồi. Cái này thì nó có ngày giờ, nó nhớ rất là chuẩn mọi người nhé, vì nó sẽ có cái tụ siêu tụ để nhớ ngày giờ rồi. Đấy là khi các bác bấm vào đây để xem được này. Các cái thông số này, loại pin đang sử dụng là pin LiveVO4 3,2V 16S, tức là đang nạp cho hệ 16S 3,2V. Dòng nạp tối đa là 120A. Điện áp cắt là 35,2V, điện áp hoạt động trở lại là 40V. Điện áp sạc lỗi và điện áp sạc là 57,6. Điện áp sạc là 57,6 nhé. DC output cái phần này không có tác dụng. Đây là dòng này. Máy đến tận lúc 11:30 em mới cắm sạc. Dòng sạc tối đa là 37 này. Đây. Công nghệ sạc MVVT. Đấy, công suất hiện tại đang là 2112 và dòng sạc là 39A, nhiệt độ 41 độ C. Để cài đặt nó thì mọi người giữ cho em cái nút set này trong vòng 3 giây này, giữ này. Rồi sau khi giữ xong thì mọi người cái mũi tên này, mọi người để ý nhá, date time là chỉnh ngày giờ, còn language là chỉnh ngôn ngữ giữa tiếng Trung và tiếng Anh. DC output là chúng ta không dùng chức năng này, còn charger current là chỉnh dòng sạc. Battery tip là sử dụng loại chỉnh ra loại acquy. Còn reset là reset, nó sẽ có loại reset đây, em vào từng mục một cài cho mọi người nhé. Đầu tiên là mục reset này. Mục reset thì nó có reset toàn bộ này và reset cái số điện về không nhé. Đây ví dụ là reset số điện về không. Đấy, Rero nó bảo nó reset về không. Đây này, đấy các bác thấy chưa? Các cái này nó về không hết luôn, nó gọi là reset về không này. Đó, bây giờ lại giữ enter vào cài đặt lại nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào mục ngôn ngữ đi. Ngôn ngữ nó sẽ có tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đây. Đó, em mặc định để tiếng Anh. Sau đó là lên mục date time là chỉ ngày giờ này. Hôm nay là 12:40 ngày 17 tháng 11 năm 2024. Rồi sau đó là lên mục DC out là không dùng nhé. Và chỉ lên mục charger current, dòng sạc. Dòng sạc ở đây là 120A, mọi người có thể là chỉnh từ 10 cho tới 120 nhé. Mà thích chỉnh một bao nhiêu cũng được. Ví dụ như là chỉnh 60 thì nó chỉ ra tối đa 60. Còn em để mặc định là 120. Tiếp theo là vào chỉnh mục acquy này. Cái này cài đặt rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Các bác đều dễ có thể làm được. Nếu như bác sử dụng acquy LiPo4 3,2V thì chúng ta chọn LiPo4. Còn sử dụng acquy lithium ion 3,7V thì chọn ion 3,7. Còn sử dụng acquy tự nghiên cứu điều chỉnh thì chúng ta chọn U. Đấy, và nếu mà sử dụng acquy trì thì bấm vào lead acid. Còn sử dụng bình acquy viễn thông dạng gel thì chọn chữ gel. Ở đây thì em sẽ chọn LiPo4 và ấn enter này. Sau đó ở đây mọi người sẽ chỉnh số cell nhé. Ví dụ như là pin của ta 15 cell thì chúng ta chọn là 15S. Còn pin của chúng ta là 20 cell là 60V thì chọn là 20 cell. Còn nếu mà pin 4 cell 12V thì chọn 4S nhé. Đây này, tùy chỉnh bằng hai cái nút đi lên đi xuống như này. Các bác đây là đang chỉnh tăng lên này. Đấy. Nhớ là chỉnh đúng nhá. Con này nó cho phép sạc tới 96V mà. Đấy. 4S. Chúng ta sẽ chỉnh về đúng cái loại cell của chúng ta cho nó phù hợp nhé. Của cell là 16 cell, các bác chỉnh cho em về 16 cell. Cái này nó sẽ có cái còi kêu tít nên là cũng rất là dễ chỉnh luôn. Đấy, 16 cell thì điện áp sẽ là 51.2V.
Điện áp cell là 3,2V, nhấn giữ ấn Enter này. Đây. Rồi, như thế này là xong, bấm quay lại này. Rồi, đấy, thế thôi. Đấy, và kết quả đây mọi người nhìn thấy này. Đấy, hiện tại đang là 36A nhé. Bây giờ em sẽ tắt nó đi nhé. Con sạc này thì nó bắt điện rất là nhanh. Em tắt này. Tắt một phát thì cái đèn PV này nó sẽ không sáng nữa và volt nó về không này. Khi em bật lên một phát là con MVVT nó hoạt động rất nhanh nhé. Đấy, điện áp là 180V, 4 tấm. Và khi nó hoạt động thì nó công suất lên ngay lập tức. Đấy, dòng điện đang tăng lên. Trời lại mất nắng mất rồi. 162V. Trời mất nắng rồi, dòng bây giờ còn có 20A thôi. Để đo dòng đầu vào nhé. Đây, đo dòng đầu vào thì sử dụng cái đồng hồ đo này. Em kẹp dòng đầu vào này. Dòng đầu vào của dàn pin đang là 10A, 10,7A này. Trời mất nắng mất rồi. Đấy, còn dòng đầu ra đang là 31A này. 31,2 nhá. Các bác nhìn trên này. Đấy, bên này đang lên 33, 34. Đang hửng nắng lên rồi. Đấy, nó đang lên đây. 33A. Trời hôm nay nắng kém quá. Vừa đấy hửng được tí thì được hơn 2000W. Nắng nó kiểu chập chờn trở rời, chuẩn bị gió mùa đông bắc ấy mà. Nói chung là về cái quạt này này, quạt này khi có tải nó sẽ thổi hút gió ra ngoài. Quạt rất là êm nhá, nghe nó rất là bình thường. Quạt rất là êm luôn, nhiệt độ đang là 40 độ C đây. Đấy. Về cách chỉnh sạc thì chỉnh nó đơn giản như vậy thôi. Về các bác cứ đấu vào, đây đầu ra đây. Đầu ra để sạc được dòng 120A mọi người cố gắng là sử dụng dây 25 nhá, hoặc là sử dụng dây 4AVG. Em đang sử dụng ở đây là dây 4AVG này, còn dây đầu vào thì mọi người cố gắng là sử dụng dây 6AVG. Bởi vì là dòng điện đầu vào đưa vào đây ấy. À, xin lỗi là cái dây PV đầu vào mọi người sử dụng dây 6 cho em nhé. Bởi vì cái dòng đầu vào này của loa thường là chúng ta sẽ 8 tấm pin thì sẽ chập đôi, công suất dòng nó khoảng 20A. 20A thì lên sử dụng dây 6 cho nó đỡ nóng dây. Đấy, còn nếu như các bác lắp một dàn pin thì có thể lắp 5 tấm. Điện áp làm sao mà khi điện áp hở mạch nó không quá 230V nhé. Đây này, điện áp chịu đựng của con này là 230V. Và tụ bên trong máy là tụ 250V thì phải. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng điện áp là 230V đổ lại thôi. Khi nó làm việc nó tụt xuống còn khoảng hơn 200V hoặc 200V là ok. Đấy, thì khi lắp thì các bác lắp dàn pin song song với nhau. Ví dụ như là lắp tấm 550 hoặc 540 chẳng hạn, chúng ta lắp 8 tấm thì lắp thành hai dàn, mỗi dàn 4 tấm. Sau đó là chập dây xuống và đấu qua automat và đấu vào trong cái sạc như thế này. Đấy, để sử dụng. Ví dụ như em ở đây em đang sử dụng là con sạc này, nạp cho cái bình này, sau đó là đẩy vào cái bình này và đẩy lên con biến tần diode 6kW kia. Con diode 6kW kia thì đang chạy một cái dàn pin nữa. Thì đang làm theo phương pháp như này. Đấy, cũng có nhiều bác là có những cái dàn pin nội cộ ấy, chúng ta có thể lắp thêm cái này để đẩy vào đây, đẩy vào cái bộ pin này cho cái bộ pin nó được lắp thêm bổ sung. Rồi, bây giờ công suất còn có 800W thôi, trời này hết nắng mất rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Các bác có nếu mà không hiểu thì có thể liên lạc qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp để được tư vấn và cách để cài đặt cho cái sạc nó hoạt động cho nó tối ưu và hiệu quả nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Hiện tại thời điểm này là 12:51 này. Dòng sạc nó đang là 36A, công suất là 1943W này. Em sẽ chuyển cái dàn pin này sang con máy biến tần diode 6kW nhé. Xem là cái bộ sạc này và con biến tần kia thì công suất nó chênh lệch bao nhiêu. Đấy, các bác để ý này, bây giờ đang là 12:51 nhá. 1933W này. Rút PV ra nhá. Đấy, cắm luôn sang con biến tần 6 khí này để thử hiệu suất xem nào. Giữa cái sạc của con biến tần nó như thế nào. Con biến tần đang chạy một dàn 406W và 2,3A, công suất 972W, 27W. Em sẽ cắm đây. Có biến tần cũ thì bác nào mua thì alo em này. Giá nó 18 cành nhá. Đây, khi em cắm vào là điện áp là 190V, dòng bắt đầu nó lên dần dần này. 12,9A này. Ủa mà sao cái bên kia nó lại có 2,1A nhỉ?
máy sao cái tấm pin bên kia nó hỏng hay sao mà dòng thấp thế nhỉ, hay nó bị che nắng rồi. Dòng điện là 12,95A, điện áp là 159V, công suất là 2032W, nó thu được 2032 nhá, dòng điện 12,9 nhá, 12,9 này rồi, 2000W, bên kia là được 1900W nhá. Tí nữa lại cắm lại, em đo bằng cái đồng hồ này để đo xem là nó có sai lệch gì không nhá. Em kẹp dây dương đây nhá, dây dương đang báo là 12,41A đúng không, đây là 12,9 này, trên này nó báo là 12,9 nhưng mà trên cái đồng hồ của em nó báo là 12,41 nhá. Kẹp dây âm xem nào, dây âm thì nó báo là 12,42, cũng thế thôi. Thế mình lấy cái dây dương làm chuẩn đi. À, nó đang báo là 12,3, ở trên này báo là 12,8, tức là độ nó lệch nhau một chút. Bây giờ điện nó đang giảm xuống còn có 1823 thôi. Cơ bản là hai cái này nó không đồng thời một lúc được nên là cũng hơi khó, mà nắng đang chập chờn. Nhưng mà hiệu suất là con sạc này hiệu suất tốt đấy. Em theo dõi rồi là điện sau vài ngày chạy thử thì hiệu suất là đạt, nó ok. Một đây 12 nhá, lấy cái đồng hồ này làm chuẩn này. Trên này nó báo 12,5, tức là hai con này nó lệch nhau khoảng 0,5A. Công suất là 1863. Bây giờ em rút ra lại cắm về con sạc. Đấy, rút ra cắm vào con sạc nhá. Xem là hiệu suất của ông nào ăn anh ăn ông nào không này. Cắm vào con sạc đây. Cái đồng hồ kẹp kia em để nguyên nhá. Nhà em hơi bừa bộn tí, các bác có nhìn thấy thì cũng thông cảm tí. Ôi rồi. Đây khi em cắm vào rồi này. Dòng sạc đang là 30A và công suất đang là 1900. 1970. Điện áp cũng 159V giống bên kia đúng không? Tức là hai cái MVVT này về áp là ok. Đấy, công suất lên hơn 2000W rồi này. 2008 và dòng điện nhá. Dòng điện lúc này nó có 13A thôi cả nhà. Dòng điện đang là 13 này. Đấy, 13.2 đang tăng lên. Đấy, công suất lúc này cũng tăng lên được hơn 2000 rồi. 2029 này. Vậy kết luận là cái MVVT này và MVVT của biến tần Dyer là ngang nhau nhé. Đấy, là đều giống nhau, công suất đều được hơn 2000W này, 2035, 2040. Dòng điện đang là 13.3. Ở bên đây thì nó lại không báo dòng điện đầu vào của cái dàn pin, nó chỉ báo dòng điện nạp cho ắc quy thôi. Đấy, và công suất thì báo nhé, công suất thì báo là 2029 này. Bên kia cũng được hơn 2000W thì chứng tỏ là hai cái MVVT của cái sạc này và cái MVVT của biến tần Dyer 6kW là hiệu quả như nhau. Đấy, thế là không lệch nhau các bác nhá. Tỷ lệ lệch nhau nó cũng không vài watt thì không đáng kể đâu. Đấy, ok. Thì các bác yên tâm là mua con sạc này chạy thoải mái nhá, không phải nghĩ là sạc bị hao điện hay là như thế nào cả. Đấy, hiệu suất chuyển đổi cực tốt luôn. Điện áp là 157V. Đấy, dòng điện đây. Con sạc này của em thì nó đặc biệt là nó không bị khởi động lại giống như con sạc thần thánh 45A hoặc là con sạc Techfire nhá. Đấy, con này là điện ra liên tục là nó không bị khởi động lại. Quạt chạy nói chung là rất là êm. Có một quạt, cái con sạc này thì có hai quạt. Con MVVT 120 này thì có hai quạt nhá. Quạt nó thổi ra mấy đằng này này. Đấy, nói chung là rất là mát luôn. Đấy, quạt rất là nhiệt độ nó chỉ có 44 độ C thôi. Rất là ổn định rồi.